Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tiếp tục tục những cái cuốn video giao lưu với vườn ông Nguyễn Trọng Thiết, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Một người mà được mệnh danh anh em đặt cho cái tên là vua thị. Vâng, là ông vua cây thị bonsai, cây thị ăn quả bonsai. Hai cuốn video trước chúng ta đã được thưởng thức những cây thị rất đặc biệt tại đây, với số lượng lên đến hàng trăm cây. Cuốn này chúng tôi chuyển sang một dòng cây ăn quả tiếp theo, cũng là những cây mà có số lượng lớn và bóng dáng các cây rất đẹp tại vườn Đông Thiết, đó là hồng xiêm, một khu vườn đặc trưng cho những cái dòng cây ăn quả rất đẹp. Và trước mắt là một cây hồng xiêm dáng siêu, Đỗ Sinh muốn gửi đến các bạn luôn. Trước mắt là anh vòng cái thước, anh đo tôi cái vanh của cái gốc đấy, vanh thân kìa. Một mét mười tám, xít soát 40 cm, đường kính. Vâng, anh đang đã lên rồi, có thể có một góc nào đó nó sẽ ngược sáng. Vướng một cái ngọn của cái cây thị nhỏ này, cho không bao được chùm được gốc. Tôi hưởng chuyển sang cái hướng khác rồi, hướng này thôi. Hướng này thì đặt ống kính lại hơi chén một tí, nhưng mà chúng ta cảm nhận được một cây hồng xiêm dáng siêu. Cây rất lớn. Nói về tuổi cây thì chúng ta khỏi phải bàn rồi. Có một cây hồng xiêm mà ở cái khẩu độ vanh 120, như vậy là cũng khá là to. Cây hồng xiêm này mà giao lưu thì giá nào anh ơi? Cái này thì đang giao lưu nhưng mà đang muốn làm cho nó hoàn thiện. Vâng, hơn nữa. Tức là dịp này anh chưa giao lưu. Vâng. Muốn là để lại làm cho nó đẹp hơn. Vâng. Và rất tuyệt vời nhỉ. Và chúng ta lại chia tay đến với một cây tầm nhỏ hơn một chút này. Đấy, cây này thì hoàn hảo hơn tất cả rồi. Mái tán rất đẹp. Đẹp quá, một cây dáng siêu với cái khẩu độ phóng hồi quá đẹp luôn này. Và một cây hồng xiêm mà báo hoa nhánh nào cũng chi chít như thế này đấy các bác. Một mùa hồng xiêm chuẩn bị tới gần.
xứng đáng là những cây thị à cây hồng xiêm bonsai đẹp. Cây này giao lưu giá nào anh Thiết đây? Cây này giao lưu giá 45 triệu. Vâng, 45 triệu đây các bác. Rất tuyệt vời. Hồng xiêm thì lá xanh quanh năm đúng không anh? Vâng. Đấy. Quả gần như cái đèo quanh năm. Quả cũng gần như quanh năm. Hai mùa. Nhưng mà nó vẫn có những cái mùa chính của nó sai hơn. Còn đâu nó chỉ là lác đác. Báo giá là 45 triệu. Rất là hấp dẫn. Anh đến đứng dưới gốc cây đấy. Không cần, anh đứng nhô ra phía trước đi, không cái lá nó chạm vào mặt. Đấy, thế thôi mà. Rồi, độ xin chụp nhá. Rồi, cảm ơn anh. Di chuyển tiếp này. Vâng, tiếp tục một bệ hồng xiêm cũng rất là già và đẹp đây. Có một cái nhánh dễ đưa ra tận ngoài mép trọng để tạo nên một cái cây tử. Anh Thiết đây. Cây này thì giao lưu giá khoảng bao tiền anh? 70 triệu. Bao nhiêu? 70 triệu. 70 triệu. Vâng. Anh đứng dịch đây cái. Nói về hồng xiêm thì ở vườn anh có khoảng bao nhiêu cây? Đó, anh vườn hồng xiêm em cả cây hoàn thiện rồi, nó phôi là trên 100 cây. Trên 100 cây. Ôi giời, thế thì cũng ngang với ông vua hồng xiêm rồi. Khiếp thật đấy. Cái số lượng cây ăn quả của anh khá là đặc biệt. Đấy, còn chưa kể đến bú sữa nữa, và ổi nữa, sung nữa. Đấy. Cây trứng gà nữa, ôi ổi nhiều lắm. Đây, ví dụ đây là cây ổi đây. À, trên đường di chuyển tôi thấy ngay cổng nhà anh lại có một cây túc cũng khá đẹp. Đấy, bệ túc. Tầm cây lớn thì các bạn ạ. Ôi dồi, quả này. Quả như ốc bậu hết. Mà lại phớt phớt hồng rồi nhá. Quả rất to. Đúng là sung túc đây. Và cây túc này anh giao lưu không? Giá bao nhiêu anh? Giá 45 triệu. 45 triệu. Quá. Tôi nhìn cái quả tôi thấy sướng này, nó phơn phớt hồng này, chúng ta zoom gần vào nhìn xem này. Và với chủ đề những cây hồng xiêm tại vườn ông Nguyễn Trọng Thiết, chúng ta tiếp tục đến với một cây tầm trung. Ôi dồi, cây này anh làm bông đẹp quá rồi, kỹ quá rồi.
cây ăn quả mà làm đến đến đỉnh điểm như thế này thì kể cả cái bộ đế để chúng ta gọi là như bệ xanh luôn này. Tán rất tròn, rất cân đối. Đẹp quá nhỉ. Đấy, còn có những cây mà nằm bò ra mặt chậu, ví dụ như cây này. Đẹp thật đấy, phải nói một khu vực mà có những cây hồng xiêm, nhiều cái kích thước khác nhau, cốt cách đẹp và đặc biệt nhất là cái phương pháp làm của các anh, tôi đáng phải truyền tải cái kinh nghiệm. Đấy, các anh néo dây và làm những cái chia bông tay, đón ngay từ lúc mới khai thác về, rất đẹp. Ví dụ như cây này anh trồng lên chậu lâu chưa? Không, anh cây này thì ngay vừa từ sau khai thác về này em cho anh chậu luôn. À, thế thì vậy là cây chậu trước là ở chậu bé. À, trước ở chậu rồi. Vâng. Nhưng bây giờ mình đưa sang chậu lớn hơn. Vâng. Vậy là nó đã thuần chậu rồi đấy. Vâng. Rồi, cây to, cây này sau này làm đẹp mới thích. Già nên vảy rồng như thế này. À, ngoài bóng dáng của những cây hồng xiêm đẹp như thế này, tôi thấy vườn ông Thiết còn có rất nhiều tùng cối, có những cây cũng khá là lớn. Các bác mà muốn xây dựng những cái đồi tùng mà sử dụng đến những cây tùng cối thì chúng ta đến với vườn ông Nguyễn Trọng Thiết để sưu tầm. Và cũng nói thêm về những cây thị nhé, những cây mà bóng dáng nhỏ nhỏ đây, những cây mà có giá trị chỉ độ một đôi chục triệu hoặc là 7-8 triệu, 5-7 triệu cũng có. Những cây nhỏ như này cũng khá nhiều. Ví dụ như cây này là giá khoảng bao nhiêu anh? Tầm 5 triệu. 5 triệu cây này, hay quá, tuyệt vời đấy. Và chúng ta lại tiếp tục đến với những cây hồng xiêm nhé. Ở cái góc vườn này thì số lượng phôi thị và phôi hồng xiêm cũng quá nhiều luôn đấy các bác. Đấy, đây những cái phôi mà anh đang ủ này, đang dưỡng cây này.
Vâng, đen đen đây là những cây thị. Mặc dù gọi là phôi thôi nhưng mà cái thời gian đưa lên chậu dưới thì bắn rễ trên nảy lộc tùm tất cả rồi đây. Ôi rồi vị trí này tôi thấy ông Thiết có cái cây dâu khủng khiếp không? Cây dâu tằm mà đúng cái độ trái dâu chín đỏ hết tất cả và chín tím luôn. Cây này là cây tầm đại đấy. Ôi dồi, dày đặc quả. Cây dâu này mà giao dịch thì giá bao nhiêu anh? 15 triệu anh. À, 15 triệu. Chậu bé mà cây to này mà khỏe thế nhỉ? Quả kinh khủng khiếp ấy. Và ngoài hồng xiêm chúng ta được thưởng thức thì một số những cây như là dòng cây khác, ví dụ như cây trứng gà này. À, đây là cây anh vừa đưa lên chậu xong. Cây trứng gà hai thân. À, chơi trứng gà thì quả chín vàng rất hấp dẫn. Ngày xuân chúng ta trên mâm ngũ quả cũng thường hay có gia đình sử dụng những cây quả, những trái trứng gà thắp hương. Cái màu của nó màu vàng hấp dẫn quá. À, cái cây trứng gà này lá nó xanh quanh năm không anh? Cây trứng gà lá xanh quanh năm. À thế à? Cũng giống như hồng xiêm. Tôi chơi cây tôi thích là mùa đông lá nó vẫn xanh quanh năm để mình lấy cái bóng, bóng mát. Cây này giao dịch thì giá bao nhiêu anh? Cây này giao dịch giá 100 triệu anh. Giá 100 triệu. Và mỗi những cái cây trứng gà tầm nhỏ nhỏ tầm khoảng độ 1 mét đến 2 mét. Vườn ông Thiết này cũng khá nhiều đấy các bác ạ. Với cái giá rơi dao động từ 10 đến 20 triệu. Như cây này thì bao nhiêu tiền anh? Cây này 18 triệu anh. 18 triệu. Rồi. Đấy. Rồi. À, và bên này có một cái bệ trứng gà cũng rất là lớn. Vâng, bệ trứng gà rất đẹp như vậy thì giá cây này là bao nhiêu ạ? Cây này 90 triệu. Vâng, giá 90 triệu thì các bác nha. Vành gốc của nó là 170. 170 vành. Ai chả? Hơn 50. Đường kính 57. To đấy. Trở thành cây ba thân khá đẹp thì các bác. Rồi.
Vâng, và tới thời lượng này Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video tại đây để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau. Tiếp tục giao lưu với vườn ông Nguyễn Trọng Thiết, Nam Sách, Hải Dương.